số một ai dám hơn ta. Và chắc rằng bọn ta giao tranh cả tuyệt vời. Một điểm nữa lại được ghi và chỉ còn cách này thoát được đau khổ bủa vây. Buồn thay ta không muốn như vậy, nhưng giờ đây còn phải chờ ta hay món quà này ở nơi nào đấy. Ta chính là huyền thoại và ta sẽ mãi thắng thôi. Sao trên cao kia phải theo ý ta mỗi ngày. Vậy giờ đây không phải chờ ta hay ngày còn không thì ta sẽ chẳng đi cho cậu đi ra khỏi nơi này. Hey boy, đừng để làm chi. Dù ta không biết gì nên ta chờ tới hết mình. Hey boy, có sẽ phải hỏi. Còn không thì ngươi đừng mong đi ra khỏi đây. Chị tôi là Phi Phi và tôi luôn nghĩ chị tôi rất tuyệt. Tôi đang từng có một vị tà và tôi cảm thấy tôi buồn rõ hơn hết thảy mọi người ở nơi đây. Chỉ cần một chút cơ may thì tôi sẽ biết đập tay những thứ ngày này. Tôi là người chiến thắng này. Ta thấy người này mau, thời gian đã trôi qua lâu. Kết thúc ngay đi vì ngươi cũng chẳng còn gì. Nhưng mà đó là chính là năng lực. Nó từ rất là dũng mạnh và chắc chắn tôi luôn là như thế. Thắng thôi. Trời chỉ tới thiên hạ, tôi sẽ chiến thắng người. Người không thể nói được gì. Chiến thắng sẽ sớm tồn tại hậu nghề. Cũng không thể nói được gì vì nếu chị đừng thích kỹ thì anh ta cũng đã được như chị rồi. Hey boy, hey boy, nếu ta cứ đang tìm kiếm. Hey boy, hey boy, điều mà ta luôn mong được biết.